Cập nhật bảng giá bán của xe tay ga Click Thái mới nhất 2022. Giá xe Click nhập khẩu Thái Lan hiện nay có giá dao động từ 62 triệu cho đến 92,9 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Honda Click chỉ mở bán chính hãng tại Thái Lan và được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, nên việc bị bán tranh giá cao so với đề xuất của hãng là không tránh khỏi. Sau đây là giá bán của Honda Click 125i tại đại lý. Click Thái 2022 màu đen đỏ giá 72 triệu. Click Thái 2022 màu trắng giá 62 triệu. Click Thái 2022 màu đỏ bóng giá 62 triệu. Click Thái 2022 màu xanh đen giá 62 triệu. Click Thái 2022 màu cam đen giá 62 triệu. Sau đây là giá bán của Honda Click 150i tại đại lý. Click Thái 2022 màu bạc giá 92 triệu 900 nghìn. Click Thái 2022 màu xanh giá 92 triệu. Click Thái 2022 đen đỏ nhám giá 92 triệu 500 nghìn. Phiên bản Honda Click năm nay có thiết kế hoàn toàn cải tiến, so với những chiếc Click 110 trước đây. Không còn mang vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, mềm mại nữ tính, Honda Click năm nay mang thiết kế hầm hố với nhiều đường cắt góc cạnh từ đầu đến đuôi. Tổng thể, Honda Click 150i 2022 có kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 1919mm, chiều rộng 679mm, chiều cao 1062mm trục cơ sở 1280mm, khoảng sáng gầm xe 132mm, chiều cao yên 769mm, trọng lượng xe 107kg bản thường, 113kg bản sport. Honda Click 125i 2022 có kích thước to cao hơn một chút lần lượt là chiều dài 1921mm, chiều rộng 693mm, chiều cao 1095mm, chiều cao yên 135mm trọng lượng xe là 110 kg với bản thường và 111 kg với bản sport. Cụm đồng hồ hiển thị màn hình LCD TFT hiện đại, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết. Được bổ sung thêm chức năng đo bình điện, mức tiêu hao nhiên liệu theo dạng thang, mức tiêu thụ trung bình và thời điểm thay nhất xe. Cốp xe có dung tích lên đến 18 lít, đựng vừa một mũ bảo hiểm cả đầu hoặc hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Bình xăng 5,5 lít. Thân xe được vuốt nhọn và kéo dài về phía đuôi, tạo sự thanh thoát, linh hoạt. Cụm đèn hậu được làm nhỏ nhắn, gắn liền với thiết kế tổng thể của thân xe, giảm sóc sau của xe sử dụng loại phục đơn, tăng tính thể thao cho xe. Honda Click phiên bản năm nay sử dụng bộ vành 14 in 5 chấu kép hoặc nan hoa. Xe được trang bị phanh đĩa ở bánh trước và phanh tăng chống ở bánh sau. Với kích thước bánh trước 98/10-14, kích thước bánh sau 100 8 014 trên phiên bản 150i và kích thước bánh trước 80/90 đến 14 MC40P bánh sau 90 trên 90 đến 14 MC46P trên phiên bản 125i. Honda Click 125cc được trang bị động cơ phun xăng điện tử PGM-FI, -E với công suất tối đa 11,2 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút. Mô xoắn cực đại 1.116 Nm tại vòng tua 6.500 vòng trên phút. Honda Click 150cc có khối động cơ 150 phân khối, phun xăng điện tử, công suất tối đa 12,4 mã lực vòng quay tua tới 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 12,8 Newton mét với số vòng quay 5.000 vòng trên phút. Ngoài ra, còn được tích hợp thêm công nghệ phun xăng điện tử phi, hệ thống Idling Start thông minh và hệ thống phanh combi brake. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 1,69 lít trên 100 km. Trên đây là bảng giá xe Honda Click cập nhật mới nhất, cùng những đánh giá chân thực nhất về sản phẩm. Hy vọng thông tin là hữu ích với bạn. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.